Kính thưa quý vị, sau một mùa World Cup thì chúng ta lại gặp lại nhau trong chương trình Hot Trend được phát trực tiếp trên báo Thanh Niên và được thực hiện bởi truyền hình Thanh Niên. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nói về một series phim được phát trên YouTube, và có thể nói rằng là series phim này nóng không kém những trận đấu World Cup vừa diễn ra vừa rồi. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với hai nhân vật khách mời. Bảo có thể tạm gọi đây là một cặp vợ chồng vàng trong làng hài kịch Việt Nam. Còn cái chữ vàng nó như thế nào thì một chút xíu Bảo sẽ giải đáp cho mọi người. Còn bây giờ thì xin giới thiệu hai nhân vật của chúng ta trong ngày hôm nay. Xin giới thiệu vợ chồng nghệ sĩ hài chị Thu Trang và anh Tiến Lực ạ. Là đầu tiên thì có lẽ là em xin cảm ơn sự có mặt của hai anh chị ngày hôm nay trong chương trình Hot Trend. Và bây giờ thì có lẽ là mọi người đang chờ đợi cái lời chào của hai anh chị đến với tất cả mọi người. Lời đầu tiên thì Thu Trang và Tiến Lực xin trân trọng kính chào quý vị khán giả đang xem cái buổi livestream này. Cũng xin chào em bạn MC rất là dễ thương ở đây nãy giờ. Bảo không, nãy giờ ngồi đây là hai chị em cũng tập thoại rồi đó, mà nãy giờ lên cũng còn hơi run. Ok, bây giờ thì đang rất là chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng mà không biết là sẽ bị hỏi những câu hỏi nào đây. Ok rồi, bây giờ thì đến anh Tiến Lực. Tiến Lực chào quý vị khán giả. Quý vị khán giả ăn cơm chưa? Giờ này tối 8 giờ rồi, giờ này chắc mọi người ăn cơm rồi. Nhưng mà chắc có lẽ là quý vị khán giả nên hỏi lại là giờ này chị Thu Trang với anh Tiến Lực ăn cơm chưa? Chưa. Đến giờ này thì có thể thấy rằng hồi nãy thì hai anh chị đến khá là vội. Thì ngày hôm nay mình bắt đầu như thế nào? Mình có lịch rất là bận đúng không ạ? Buổi sáng 9 giờ mình phải chạy qua, mình coi mấy bạn thiết kế làm thiết kế công ty của mình. Rồi sau đó là mình đi gặp một số cái đối tác, mình chuẩn bị sản xuất một cái phim. Rồi tới giờ luôn đó, tới giờ xong mà đồng hồ báo, quản lý báo là anh ơi chạy qua báo Thanh Niên livestream, là chạy kẹp qua đây luôn. Mà rất là gấp, nhưng mà em muốn hỏi tiếp là với cái bộ phim hồi nãy anh nhắc thì đó sẽ là một bộ phim điện ảnh hay là một bộ phim được phát trên mạng giống Thập Tam Muội ở thời điểm hiện tại? Đó là phim điện ảnh. Một bộ phim điện ảnh luôn. Và có thể bật mí một chút xíu về cái nội dung phim này, nó có giống với Thập Tam Muội không anh? Hay là cái đề tài như thế nào? Đề tài này thì nó không có giống với Thập Tam Muội. Nó là một đề tài giống như là kinh dị vậy đó. Có kinh dị ở trong đó. Rồi, bây giờ thì tạm thời chắc mình giấu ở đây được rồi. Tới đây là được rồi. Hỏi nữa cũng không nói đâu. Và có lẽ là đến với chị Trang thì cái câu hỏi đó là em rất là thắc mắc là cái tín hiệu về cái bộ phim Thập Tam Muội của mình rất là lớn. Và em thật sự là phải nói rằng là hơi tiếc một chút. Nếu như cái bộ phim này được sản xuất với dạng điện ảnh thì có lẽ là giờ này thì lợi nhuận nó cũng tương đối cao. Vậy chị có tiếc về điều đó không? Và tại sao chị lại chọn phát trên YouTube? Không, nói tiếc thì Trang cũng không tiếc gì hết. Tại vì mình đã xác định cái mục tiêu từ ban đầu rồi. Thì khi mình phát ra, giống như là Trang làm cái bộ phim Thập Tam Muội này á, thì Trang nói mình dành cho phát YouTube thì cái lượng khán giả mình sẽ như vậy. Nhưng mà cái điều bất ngờ đối với Trang nhất á, là cái hiệu ứng của nó mãnh liệt lắm. Mà Trang cũng không ngờ tới là nó dữ dội như vậy. Trang chỉ nghĩ là mọi người chắc cũng sẽ thích cái phim này, tại vì một dàn cast toàn là dân điện ảnh. Cái quan trọng nhất là cái dàn cast của Trang. Nhưng mà có nghề diễn rồi. Đúng rồi. Đúng rồi, cái dàn cast mình là toàn là dân dạng như bên điện ảnh đổ bộ qua đóng YouTube. Giống như là anh chị em giúp đỡ nhau để làm cho cái kênh của Trang thôi. Thì mình rất là tự tin về cái điều đó. Nhưng mà cũng không ngờ là cái hiệu ứng của cái phim nó mang lại cho từng nhân vật ở trong phim nó mạnh như vậy. Ngay cả những cái vai nhỏ hoặc là vai ác, vai của kẽm gai rồi bi lông, rồi những cái nhân vật mà bad boy dạng như ác, rồi mà dạng như nhân vật xấu mà vẫn được mọi người ủng hộ, thì đó là một cái thành công của cái ekip Trang. Từng nhân vật thì sẽ có một cái tính cách và mọi người sẽ thích từng nhân vật luôn. Đúng không rồi. Riêng gì với cái vai Thập Tam Muội ở trong bộ phim này. Nhưng mà em thấy là đây là một bộ phim cũng làm theo một cái thể loại phim mà rất là nổi tiếng của đạo diễn Mr. Tô, về có một yếu tố giang hồ ở trong đó và cũng như là đàn anh đàn chị ở trong đó. Và đặc biệt là trong bộ phim của chị thì còn quy tụ thêm, phải nói là giống như bỏ trong ngoặc là những cái anh chị của bộ phim Giang Hồ Chợ Mới trước đây đã rất là thành công với Mr. Tô. Thì chị nghĩ gì về điều này? Tại vì khi mà Trang làm việc với lại Tô từ ở trên kịch bản á, thì Trang nói là chị muốn làm cái bộ phim này mang cái màu sắc là dạng như thế giới ngầm. Lúc đầu là không có những nhân vật kia, không có những nhân vật của Bảy Gà hay Di Cá hay là Hoàng Hí Hửng, những cái nhân vật cũ ở bên Giang Hồ Chợ Mới lúc đầu là không có. Nhưng mà khi mà Trang làm xong cái đường dây kịch bản những nhân vật chính rồi á, thì Tô cũng có nói là có những nhân vật đó vô thì nó sẽ hấp dẫn bộ phim hơn, giống như là
Trang nghĩ lại là ồ cũng đúng, tại vì anh Di Cá với lại Hoàng Hí Hửng với lại Bảy Gà là những nhân vật kết nối với Trang từ cái phim cũ xưa xưa lơ xưa lắc, cũng là chị Trang đóng vai Thập Tam Muội á, là của Hồ Việt Trung. Đúng rồi, đúng rồi. Từ cái phim đó thì chị thấy là có cái sự kết nối, cho nên là nói ok mời cái mấy bạn đi làm khách mời đóng vài phân đoạn thôi cho vui, thì mấy bạn cũng rất là vui vẻ để mà hợp tác với Trang. Và nãy giờ thì coi như là cái màn chào hỏi lúc đầu và cũng như là nói về bộ phim Thập Tam Muội, nhưng mà trong Hot Trend ngày hôm nay thì chắc là Bảo sẽ không hành được anh Luật và chị Trang đâu, mà cái phần đó thì Bảo sẽ để là cho khán giả. Mà nãy giờ thì chị Trang đã share Facebook chưa? Share rồi. Mình sẽ share cái link này và Bảo sẽ chờ đợi những cái câu hỏi từ quý vị khán giả, những cái thắc mắc. Từ hôm nay thì cũng đã có những cái livestream để nói về bộ phim Thập Tam Muội này, nhưng mà nếu mà nói về những cái thắc mắc thì có là Bảo nghĩ rằng là sẽ còn rất là nhiều. Mọi người có thể đặt câu hỏi và Bảo sẽ thay mọi người hỏi những câu hỏi đó đến anh Trang và đến chị Trang và anh Luân. Đổi giới tính tôi luôn. Và hồi nãy bây giờ mình nói mới nhớ là cái chuyện rằng là hồi nãy Bảo gọi là cặp vợ chồng vàng, tại vì mới đây thì kênh Thu Trang Official, một cái kênh được làm mới của chị Trang, đã nhận được nút vàng. Và anh Luật thì đổi avatar rồi. Anh đổi từ khi có nút vàng, em thấy rằng là ngay lúc có nút vàng là anh Luật đã đổi avatar đó rồi. Đúng rồi, 12 giờ 12 phút đêm rạng sáng là tôi đổi luôn. Còn với chị Trang thì chị nghĩ gì về cái cảm xúc lúc mà mình có được cái nút vàng của YouTube đó? Thật ra là rất là vui luôn á, tại vì Trang cũng đã làm YouTube mấy năm trước rồi, làm cái kênh cũ là cũng mấy năm trước rồi, mình cũng ra rất là nhiều sản phẩm và cũng có rất nhiều sản phẩm là được các bạn đón nhận rất là nhiều, như Tình Người Duyên Ma rồi chẳng hạn, rất là mọi người rất là thích. Nhưng mà cái lượt subscribe trên kênh nó cũng không nhiều và không có mạnh như là cái phim Thập Tam Muội này. Mà cái phim Thập Tam Muội này chỉ phát là nếu thứ sáu thì luôn là đúng một tháng, là đúng một tháng luôn, mà bây giờ đã lên tới 1.100.000+ rồi. Wow. Mà trên, ngay cả không phải là Trang đâu, ngay cả những bạn làm cho Trang, cái ekip ở bên MeTube nè, rồi ngay cả Ato, rồi những bạn mà như là PB Trần, những bạn mà chuyên về YouTube á, cũng ai cũng bất ngờ về cái sự tăng trưởng cũng nhanh của cái kênh nó như vậy. Vậy nhưng rồi, nhưng mà với 1.000.000+ như vậy thì trong tương lai là với cái tập 3 sẽ được ra mắt thì cái lượt subscribe nó sẽ bắt đầu tăng nữa, hy vọng vậy. Hoặc là mọi người subscribe rồi thì bây giờ lên coi tiếp, tại vì Bảo thấy rằng là mọi người rất là quan tâm đến cái tập 3 này, và đặc biệt là khi trailer tung ra thì đã được gần 2.500.000 lượt view cho cái trailer tập 3 thôi. Thì trong tương lai thì chị thấy rằng là mình làm sao để có thể giữ được cái lượng khán giả mà đã subscribe cái kênh mình như vậy? Thì đương nhiên là một cái kênh nào thì cũng phải có nội dung nhiều và nó liên tục. Tại vì cái kênh cũ của Trang thực sự á, cái khoảng thời gian đó là Trang cũng bận rất là nhiều chuyện. Mình đi quay phim, rồi mình quay game show, mình quay tùm lum hết. Cho nên mình bỏ lơ là cái kênh đôi khi một năm mình ra một sản phẩm, hoặc là nhiều lắm là hai sản phẩm. Thì cho nên là cái lượng subscribe nó sẽ không nhiều, không tăng nhanh. Còn bây giờ thì mình tự nhiên mình cảm thấy hào hứng. Khi mà mình có nút vàng rồi mình cảm thấy rất là hào hứng cái việc đó. Cho nên là chắc là sẽ duy trì cái việc mà ra sản phẩm đều đặn. Và chắc là bây giờ mình nhường lại cái phần trả lời cho anh Luật đi. Đây là lần thứ mấy mà anh đóng chung trong một bộ phim với chị Trang rồi? Anh không nhớ nữa, nhiều lắm rồi. Rất là nhiều. Bộ phim đầu tiên là bộ phim gì anh nhớ không? Bộ phim đầu tiên mà anh với Trang đóng chung là phim Cổ Tích. Phim Cổ Tích, phim đó là của bên chỗ... Lúc đó chưa cưới luôn á. Chưa đám cưới, đó là chỗ anh Hoàng Mập làm hay sao? Đúng rồi, chỗ anh Hoàng Mập làm. Phim đó là Trang đóng vai... không nhớ, lâu lắm. Anh đóng vai tê giác, còn em là đóng vai chuồn chuồn hay gì á. Hình như con ong quá anh à. Con ong gì đó. Là lần đầu tiên. Còn trong cái lần này thì anh thấy là cái cảm giác giữa lần đầu tiên với bây giờ thì nó sẽ khác nhau gì không? Khác nhau. Trong cái vai diễn này nữa. Hồi trước con tê giác, còn bây giờ là anh Đường Băng. Thì hồi trước á, là đóng chung với Trang á, là lúc đó là lần đầu tiên được anh Hoàng Mập mời đóng phim. Đó là lần đầu tiên luôn. Lần đầu tiên, tại vì trước đó là cũng có quay kịch đồ. Xong rồi, nhưng mà nó là đóng phim á, là lần đầu tiên được đi đóng phim. Là qua đây cũng cảm ơn anh Hoàng Mập nhiều. anh Hoàng Mập rủ đi đóng. Cái lúc đó cảm giác mình hoang mang lắm, tại vì mình đóng trong phim trường khác, mà khi mình ra ngoài diễn khác mà diễn chung với những người bạn diễn lúc đó là Trang, là nói là Trang nó có cái vị trí ở trong nghề rồi, vị trí rồi, đi diễn, đi xe hơi đồ, đi có tài xế chở đi đồ, nhìn bảnh lắm. Mà tôi còn chạy chiếc xe cà tàng tới, mà lúc đó
là hai người chỉ mới là bạn thôi, là bạn diễn chung ở nhà hát kịch thôi. Lúc đó mà nói đó diễn chung cũng không đúng nữa, nghĩa là lúc đó mình còn đóng vai quần chúng á, còn Trang là vai chính, vai chính rồi. Đó mình đóng vai chạy ra chạy vô chút xíu là hết. Thì lúc đó được đóng phim chung nữa thì cái cảm giác nó rất là kỳ. Mà lúc mà quay chung thì bị khớp, quay chung bị khớp, không có tại bạn đang thích chị Trang nữa, lúc nào là đang thích nữa là hơi khớp, không có làm được. Còn vô tới cái này là ngon lành rồi. Ơi. Anh thấy là có cái vai, có cái khoảnh, một cái phân đoạn nào đó mà anh thấy thích nhất khi đóng cùng chị Trang trong cái bộ phim Thập Tam Muội này? Cái phân đoạn mà tôi thích nhất là cái phân đoạn mà ngồi ở trên chiếc ô tô đó. Trời ơi, tôi mà không giúp bà sau này tôi gặp cái nạn lớn lắm đó. Bà hỏi nạn gì là phải lấy bà đó. Rồi cái câu đó lúc đó là sao anh diễn, anh sẽ có gặp khó khăn gì không? Đâu gặp khó khăn gì. Thoải mái hả? Thoải mái. Cưới rồi lo gì. Và bây giờ thì có lẽ là Bảo sẽ tìm một vài câu hỏi của tất cả quý vị khán giả để hỏi với anh Luật và chị Trang trong chương trình Hot Trend ngày hôm nay. Có nhiều bạn hỏi là tập 3, khi nào sẽ có tập 3 vậy chị? Chắc là mình sẽ trả lời cái câu hỏi này, và nếu như bạn nào vô sau thì một xíu xíu sẽ coi lại cái phần này. Cái câu hỏi này á, thật ra là khoảng chừng 2 ngày nay là nhận rất là nhiều cái câu hỏi rồi. Và hôm nay thì Trang cũng nhân dịp đây thì Trang cũng nói luôn là tập 3 là đúng thứ 6 này là ngày 20 tháng 7 đúng 7 giờ tối thì sẽ có tập 3. Là tại vì đã dựng xong hết rồi thì Trang mới tự tin để mà Trang trả lời với mọi người. Bây giờ là đã dựng xong đúng rồi. Thôi bây giờ chỉ đợi tới giờ phát thôi. Đúng rồi. Chứ mà nếu mà hỏi mấy ngày trước thì không có dám trả lời. Không tại dám hứa giờ. Đúng rồi. Chưa. Dám hứa giờ. Em nhớ là hình như có một cái hôm mà cái phần 2 của mình là hứa với quý vị khán giả là 10 giờ. Mà xong rồi bộ phim là hình như đến 12 giờ mới phát. 12 giờ. Quá trời comment luôn, mọi người đang hỏi là phim ở đâu mà trong khi khuya rồi. Anh thấy lúc đó làm sao với những cái comment đó? Không, ở đó buổi sáng. Buổi trưa. 12 giờ trưa. Là sáng là lúc anh nhớ là 8 mấy 9 giờ, tại vì đêm đó là coi đá banh. Đó, coi đá banh xong ngủ hơi trễ, 8 mấy 9 giờ là điện thoại réo liên tục. Thì cái bạn mấy người bạn bè gọi điện nói là anh ơi có trục trặc rồi, cái phim úp lên tới phút hai mấy ba mấy, nghĩa là nó úp lên tới khoảng 90%, tự nhiên nó ngưng, bị lỗi. Có nói trời, bây giờ 9:30 rồi em ơi, em phải tìm mọi cách em làm đúng 10 giờ phải ra. Ok, bên đây ekip đang chạy hết tốc độ tùm lum la. Xong rồi mình nghĩ ok chắc nó chạy rồi, thôi ngủ tiếp hồi nữa mở mắt ra 10 giờ mấy rồi, mà nhìn lên cái Facebook là trời ơi quá trời luôn, người ta hỏi rồi người ta chửi nữa. Quá trời quá đất, bắt đầu mình rối lên. Cái bây giờ mình ở nhà thì mình không có thể nào làm được cái gì hết, mình chỉ gọi điện thoại cho cái ekip nói bây giờ các em ơi bây giờ sao, giờ nó cứ đang up banner, bây giờ cái này đâu có thể nào gấp được, thì bây giờ phải up thì phải chờ thôi, thì cứ phải chờ. Trời ơi đau đầu luôn, lúc đó rất trong là đau cái đầu khoảng luôn thời đó. Gian đó anh Luật ảnh còn ra, ảnh còn dám lên Facebook ảnh trả lời nói mà hẹn mọi người 11 giờ hoặc 12 giờ, còn Trang là ở Facebook luôn không dám lên. Tại vì bên kia cứ trả lời khoảng chừng tiếng nữa xong anh ơi, thì mình nghĩ 10 giờ, vậy là 11 giờ xong chưa có luôn, chưa có, trời ơi bị chửi nữa. Bây giờ em ơi em làm ơn em chắc giùm anh cái đi em, chứ để người ta nói anh quá kỳ lắm. Thế xong cái mấy bạn nói bây giờ chắc chắn với anh luôn là 1 tiếng nữa, 12 giờ, đúng 12 giờ ra luôn. Hy vọng là em nghĩ rằng là mọi công đoạn chuẩn bị rồi, và cũng như cái lần trước cái sự cố như vậy, nên là lần này là chị Trang sẽ chuẩn bị rất là kỹ với cái tập 3 này. Bây giờ up sẵn rồi đợi chỉ thôi. chỉ chờ đến giờ để mà mình công khai thôi, chứ mà đợi lấy lúc đó up là sợ mất công trục trặc nữa. Và trong cái lần này em thấy rằng là với bộ phim Thập Tam Muội này thì cái vai diễn Thập Tam Muội này để lại cái tính cách rất là lớn cho chị. Với cái bộ phim nổi và mọi người rất là quan tâm, và nhiều khi em thấy rằng là nghệ sĩ hài Thu Trang hoặc là một vài nhân vật nữa thì mọi người gọi mà cái tên trong cái bộ phim này. Vậy thì trong tương lai thì chị nghĩ là chị có ra thêm một cái phần nào mới nữa hoặc là một cái bộ phim nào cũng với cái đề tài gần giống như vậy không? Nếu như mà cái bộ này thành công, nếu như mà cái tập 3 này thành công, vẫn giữ được cái nhiệt của nó và mọi người vẫn ủng hộ cho cái bộ phim Thập Tam Muội cũng như là ủng hộ cho nguyên cái ekip, thì Trang hứa với mọi người là sẽ làm tiếp phần tiếp theo. Và Trang đã có ý tưởng hết rồi và đã lên ý tưởng kịch bản với lại bạn biên kịch luôn rồi. Giờ chỉ chờ cái tập 3 này hiệu ứng như thế nào để mình bắt tay vào mình làm sẽ bắt tay vào để quay tiếp đúng rồi phần tiếp theo. Đúng rồi.
Rồi cái đó là một phần tiếp theo hay là một cái tập thứ tư của bộ phim này? Tập thứ tư. Tập thứ tư của bộ phim này. Và chị Thu Trang vẫn giữ cái quyết định là chúng ta vẫn tiếp tục phát YouTube chứ không phải là một bộ phim điện ảnh. Phát YouTube tiếp. Dạ. Điện ảnh thì cũng là ước mơ đó, thì nhưng mà sẽ làm tại vì mình rất là thích cái đề tài này. Mình đang hy vọng là sẽ được mọi người ủng hộ, thì khi mọi người ủng hộ nhiệt tình quá thì mình phải làm điện ảnh thôi. Và em thấy rằng là với cái bộ phim Thập Tam Muội này thì mình phải móc tiền túi ra con số không nhỏ. Và em nghĩ rằng là cái kịch bản này cũng đã được ấp ủ lâu rồi đúng không chị? Dạ đúng rồi, lâu 4, rồi 5 năm. Có nghĩa là sau khi Luật và Trang quay với lại Trấn Thành cái Tình Người Duyên Ma, thì Luật có nói với Tô á, nói Tô sau cái này anh muốn làm về thế giới ngầm, tôi anh muốn làm về xã hội đen, anh nghĩ cái đề tài này nó sẽ lạ và mình làm nó sẽ ok á. Thì tôi nói ok, thì anh em mình ngồi lên ý tưởng thôi. Bắt đầu ngồi lên ý tưởng rồi xong hết rồi, cái bạn này kẹt show suốt, không có thời gian luôn, không có thời gian để mà ngồi lại. Tới lúc mà mình hẹn ra cà phê thì anh ơi bây giờ anh ra, anh có thể ra nói giùm em được không, chứ bây giờ em không thể nào, em không có thời gian, em đang ở phim trường mà giờ quay tới 4-5 giờ sáng rồi, sao ngày mai 7 giờ sáng hẹn người ta, làm sao mà em có thể dậy được. Lúc đó mình cũng đi quay rồi, bạn này cũng đi quay, cái ông cứ đình lại dài 5 năm. Hả? Một cái quyết định mà mình ấp ủ 5 năm trời. Nhưng mà em nghĩ rằng là trong cái thời gian 5 năm đó thì chị Trang và cả anh Lực cũng đã có những cái bước chạy đà hoàn hảo. Mọi người biết đến chị Trang và anh Lực qua những cái game show nhiều hơn. Và đó cũng là một tín hiệu tốt. Có một bạn hỏi một cái câu rất là vui từ nãy giờ em để, và chắc có lẽ là cái câu này sẽ trả lời cho rất là nhiều câu hỏi. Bạn Đỗ Ái Vi: tại sao chị Trang lại không lấy là chị Tư, chị Sáu, chị Tám mà lại lấy chị 13? Trời, nghe chị Tư, chị Sáu, chị Tám nha. Giống như sớm mình á. Chị Tư thì mình không bao giờ mình lấy được chị Tư rồi. Tại vì mình có ông anh cũng là mình hay kêu là anh Tư. Anh Tư, cho nên không thể nào mình lấy là chị Tư được. Còn tại sao không phải chị Sáu, chị Tám mà phải là chị 13? Không, bây giờ mình nói luôn thì... cái sự tích nè. Cái sự tích là cái tên là chị 13 là vậy. Thật ra là trong sân khấu Trang là Trang diễn chung với lại Hoàng Phi. Mà Hoàng Phi á, thì rất thích con số 13. Mà ai cũng kêu Hoàng Phi là chú 13, chú 13 hết. Mà Trang á, với Hoàng Phi là hai chị em thân lắm. Thì Phi hay kêu là bà chị. Thì mọi người đều kêu là chị của thằng 13. Chị thằng 13. Cho nên là rồi sau này cái tên chị 13 là bị kêu chạy theo là chị của thằng 13 là chị của Hoàng Phi. Rồi sau đó nữa, cái cơ duyên là Hồ Việt Trung mời mình đóng một cái vai Thập Tam Muội trong cái phim của Trung đó, phim ca nhạc của Trung đó. Thì tại vì cho em thấy là tự nhiên mình có cái biệt danh là chị 13, rồi bây giờ có thêm cái vai Thập Tam Muội nữa, mình thấy thích quá cho nên mình tham gia với Trung. Rồi sau đó thì Trang với anh Luật mấy bạn thôi, mình làm một cái series về cái Thập Tam Muội này giống như là chị 13 đi. Cũng có tính cách gần giống với cái nhân vật Thập Tam Muội trong cái bộ phim của Hồ Việt Trung. Khác nhiều lắm, tại vì ở trong phim ca nhạc của Trung là nó nghiêng về hài nhiều lắm. Nó không có giống như chị 13 trong cái phim Thập Tam Muội này. Còn với anh Tiến Luật thì đến giờ điểm hiện tại thì anh có hiểu được cái tên của mình không? Tại sao lại không phải là một con đường khác mà lại là đường băng? Người ta đã che rồi mà con hỏi. Do cái chán tôi bự quá giống sân bay mà kêu đường băng. Đó là lý do, em nghĩ đó là lý do ngày hôm nay anh Luật lại nói. Thì đó, người ta đã che rồi. Mấy lần trước cũng câu hỏi này mà tôi không có nón. Tôi biết thế nào cũng hỏi câu hỏi này, giờ tôi đổi nón luôn. Và bây giờ thì Bảo sẽ đọc một vài câu hỏi nữa. Chị ơi, ra phim như cô dâu 8 tuổi vậy đó, xem mới đã. Trời ơi, là bao nhiêu tập? 1000 tập hình à? Như hơn 1000 tập đến thời điểm hiện tại cũng em không được. Biết là dừng chưa, nhưng mà hơn 1000 tập. Vấn đề là cũng được, nhưng mà bây giờ em gì đó, em có thể giới thiệu ai mua nhà anh không để anh bán. Trung bình một bộ phim như vậy thì mình phải bỏ ra một kinh phí, một con số khá không nhỏ đúng không chị? Đúng rồi, con số nó không nhỏ đâu. Với cái số tiền mà mình làm cái phim Thập Tam Muội này, mình có thể là đầu tư một chút đỉnh mình trong một bộ phim điện ảnh. Là Trang không nói là mình làm được một bộ phim điện ảnh nha, mà là mình đầu tư được trong một bộ phim điện ảnh. Cho nên là khi mà Trang quyết định làm cái YouTube này thì ai cũng hỏi Trang là tại sao lại quyết định như vậy, nhưng mà thích thì làm thôi. Thì mình muốn phát triển là một cái gì đó, như mình muốn phát triển cái kênh mình thì mình cũng phải có những sản phẩm chất lượng để mà mọi người mới theo dõi cái kênh mình chứ. Thực sự ra lúc đầu mình lên kinh phí thì nó không nhiều. Nhưng mà khi ra làm mình nó không được.
làm gì nó kỳ quá, mình tự bản thân mình cảm giác nó không ổn, cho nên nó thôi giờ mấy bạn cứ 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 làm đi, cứ làm cảm thấy được thì mình làm, chứ còn mà cứ để mà nó sơ sài quá thì kỳ, thì cứ mà được thì phải móc thêm tiền thôi. Nó vậy con số nó cứ từ đòi rất là nhiều, nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì cái sự quan tâm của mọi người cũng là một cái thành công rất là lớn, rất là mừng rớt nước mắt. Nói thiệt khi mà tập 1 ra cũng rất là hồi hộp. Em định nghĩ là cái tập 1 là cái thời điểm mà nhạy cảm, cảm xúc nhiều đúng nhất. Rồi cái trailer đầu tiên ra thôi là mình cũng đã hồi hộp rồi, mà cái trailer á nó không có được nhiều giống như bây giờ. Bây giờ thì mới mười mấy tiếng là lên triệu mấy, 2 triệu đồ này nọ. Còn lúc đầu mình ra cái trailer, cái kênh mình kênh mới nữa, cho nên ra cái trailer thật ra nó vài trăm thì mình thấy cũng nhiều rồi, nhưng mà cũng hơi lo. Xong rồi cái khi mà phát hành tập 1 á, mà mình cứ vô mình coi hoài, mới có nửa tiếng mình vô chết rồi anh ơi, sao không ai coi, không có view nhiều anh ơi. Mà ngồi hai vợ chồng các anh mà hồi nó nhảy view lên, tại bên YouTube có báo về nói là view nhảy không có kịp, tại bên cái YouTube không xử lý kịp cái view, cho nên chị yên tâm đi được mà. Thì khi mà một hồi mình thấy lên 1 triệu, rồi qua ngày sau 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, 6 triệu, trời anh ơi lên quá trời rồi mừng, là thấy là mình nhẹ người rồi, mình cảm thấy là ok, là cũng như là công sức của mình cũng như là mọi người trong ekip là được đền đáp. Là cái thời điểm ban đầu là phải nói rằng là nghệ sĩ Thu Trang là phải canh view từng phút một. Mà em thấy là không riêng gì chị Thu Trang hay là Tiến Luật, và ngay cả là trên Facebook của đạo diễn anh Tô thì anh ấy cũng rất là tâm huyết với một cái sản phẩm này. Đúng rồi. Giống như là phải nói rằng là hai vợ chồng mà có một đứa con đầu lòng với nhau gì đó, thì mọi thứ chăm chút từng chút. Không phải là một mình Tô với lại chị đâu, ngay cả bạn quản lý của chị, anh chị nữa, thức đêm luôn, thức xuyên đêm để mà canh view, để coi bao nhiêu lâu mà lên được 1 triệu, rồi bao nhiêu lâu được lên 2 triệu, thức để mà canh, rồi để mà làm thông tin đồ này nọ. Trời ơi, thương lắm. Phải nói là từng con người đều cố gắng trong cái bộ phim này. Và trong bộ phim thì em thấy rằng là hôm bữa có phát một cái MV của Huỳnh Gem và Biên Boy. Cái nhạc phim là đã hay rồi, mà riêng cái MV thì hình như là đến thời điểm hiện tại thì cái view cũng rất là cao. Anh chị có thuộc bài đó không? Hồi nãy á, trước khi mà vô chương trình này thì em có hỏi anh Luật ơi, lát cho chị Trang hát cái bài Thập Tam Muội được không? Anh Luật kêu được. Rồi xong tới anh Luật beatbox được không? Chơi luôn. Anh thì hứa thì hay lắm mà làm thì không. Tại vì thực sự ra như mọi người đều biết, đừng để Trang hát, đừng bao giờ để Trang hát. Cũng giống như là đừng bao giờ để cho vợ anh coi đá banh hết. Vợ anh chỉ biết đúng là đội tuyển Anh thôi. World Cup năm nay mà hỏi, ủa anh, sao tuyển Anh đá rồi mà không thấy tuyển Ý đá ta, trai đẹp của em đâu. Tuyển Ý có vô đâu mà đá em. Thôi kệ đi, mình coi Hà Lan cũng được. Hà Lan bị loại luôn, mà hỏi tới người nào là bị đó bị loại. Nhưng mà vừa quan tâm tới tiếng Anh là tiếng Anh về nước. Là mới quan tâm tới tiếng Anh là về nước luôn. Mới quan tâm tới tiếng Anh là tiếng Anh về nước. Không, rồi những cái lúc mà ví dụ mà ngồi trên sân có này kia là chị có hỏi không? Có chứ. Trời, chị lên Facebook chị cổ vũ đội tuyển Anh, xong đội tuyển Anh về nước đó là trên Facebook là bây giờ người ta phong chị là thánh rồi. Nói là bây giờ mà Trang mà phát đội nào mình cứ bắt ngược lại như vậy là thắng thôi. Và có một câu hỏi của bạn Lê Tân, là bạn hỏi rằng là chị Trang ơi, chị có hút thuốc thật không? Trong bộ phim này thì chị vai Thập Tam Muội thì hút thuốc rất là nhiều. Cái vấn đề này thì Trang cũng đã chia sẻ rất là nhiều rồi, là ở bên ngoài Trang không biết hút thuốc và rất là dị ứng cái mùi thuốc lá. Chính vì vậy á, mà từ khi mà anh Tiến Luật cảnh quen với Trang là anh Luật bỏ thuốc luôn. Hồi đó anh Luật cũng hút thuốc nữa, nhưng mà bây giờ anh Luật bỏ thuốc rồi. Dạng như lâu lâu mà đi với bạn bè mà mọi người mời á thì có bập bẹ hút vài hơi, nhưng mà Trang biết liền, tại vì cái mùi thuốc nó dễ, mình dễ nghe lắm. Thì từ khi mà quen Trang á thì bỏ thuốc, rồi sau khi mà quay cái phim Thập Tam Muội á thì nói chứ mình không biết hút thuốc thì đương nhiên là mình hút vô rồi làm sao để mà thở ra được bằng lỗ mũi. Rồi này là chồng chỉ. Rồi đó chồng chỉ thì muốn chỉ thì phải hút. Ổng hút, ổng thị phạm là coi như được hút công khai. Đó, ổng công khai xuống. Đó là cái lý do hả? Nhưng mà thực sự ra mình đã không biết hút rồi thì đừng, tốt nhất là đừng vô. Nên thử. Tại vì mệt lắm. Bạn này về, ngày nào về cũng mệt. Đừ, người rất là mệt mặc luôn. Mặc dù là cái việc hút của chị chỉ là mô phỏng ra thôi, chỉ thở ra thôi. Thở ra thôi đó, mà mệt vậy. Bởi vì cái người hút thuốc thụ động là mệt lắm luôn á. Nên là đó là lý do mà anh Luật một phần sẽ bỏ thuốc. Chính vì bỏ thuốc mới mập vậy đó, chứ hồi đó anh cũng ốm. Hồi xưa tướng anh 6 muối mà. Cái này chị Trang, cho cái cảm nhận hồi xưa anh có 6 muối không chị? Lúc mà bây giờ mình kể lại một chút xíu, trong khi mà chờ những câu hỏi của mọi người thì chị kể là cái thời gian đầu tiên chị gặp anh Luật đi. Với lại có một câu nếu em định hỏi là ngoài đời cái tính chị Trang á có giống trong phim không anh?
Ngoài đời không, chị Trang ngoài đời. Ngoài đời thì lúc thì giống, lúc thì không. Lúc thì Trang rất là nam tính. Lúc thì Trang bánh bèo lắm, Trang nữ tính lắm. Không phải, tại sao là vậy? Tại vì từ khi á, lúc mà chưa có gia đình á, chưa có chồng á, chưa có sinh con á, thì cái nam tính của Trang trong người Trang mạnh hơn. Tại vì trước khi có chồng, trước khi quen Luật thì tất cả mọi chuyện như là đi diễn, đi xa cỡ nào cũng là một mình lái xe mình đi luôn. Tự chạy xe máy hay gì cũng tự một mình hết. Cho nên là mình có một cái gì đó mạnh mẽ từ bên trong để tự bảo vệ mình. Cho nên là mình có cái sự gai góc. Nhưng mà từ khi có quen anh Luật rồi, đi đâu anh Luật cũng đưa, đón. Rồi sau này sinh con nữa, cho nên cái nữ tính, cái phụ nữ trong người mình nhiều hơn, có sự dựa dẫm vào chồng nhiều hơn, đến độ mà bây giờ xe máy chị chạy không được luôn. Tại lâu quá rồi mình không có chạy xe máy, toàn là chồng đưa đi, chồng chở không mà không có chạy được. Thì đó, cái tự nhiên mình bị nữ tính ra, lâu lâu cũng hay nói ổng lắm á, tại anh mà em không còn là em nữa. Anh Lực chăm sóc người rất là kỹ, nhưng mà trong vài câu chuyện thì chị vẫn nam tính. Đúng rồi, trong những cái quyết định của mình, giống như là về kinh doanh hay là về làm một cái dự án nào đó, thì mình vẫn là cái sự nam tính ở trong người mình vẫn là quyết định nhanh gọn lẹ. Mà anh Luật, em thấy rằng là có một cái chuyện này em hỏi, đó là trong một cái bộ phim hay là ngoài đời cũng như vậy, và cũng như là nãy giờ chị Trang kể đó, thì anh luôn giống như mình lùi sau chị hơn một chút để chị Trang ở phía trước nhiều hơn. Và ngay trong cái bộ phim Thập Tam Muội này cũng như vậy, thì cái nhân vật nổi nhất là chị 13. Và anh nghĩ gì về cái điều đó, và cũng như là từ trước đến giờ? À, anh thấy bình thường, tại vì cái đơn giản một điều là mình xuất phát sau thì mình phải là ở phía sau, đơn giản vậy thôi. Bây giờ mình có cố gắng để mà hơn thì hơn ai, hơn vợ mình chứ hơn ai để làm cái gì. Mà cái quan trọng là khán giả họ vẫn yêu thương anh. Bằng chứng là khi anh ra ngoài đường giờ ta không còn kêu anh là Tiến Lực nữa, ta kêu anh bằng Đường Băng thôi. Băng. Cái... hồi lúc mà cái tập 1 vừa ra vui lắm. Anh hẹn bạn bè uống cà phê, thì anh vừa tới thì cái bạn mà coi xe á kêu: "Ha, anh Băng tới kìa." Cái nụ anh Băng là ai ta? Chắc không phải mình đâu. "Anh để em dắt xe cho." "Ủa, anh anh Đường Băng." Đúng rồi, Đường Băng. Chứ mới kêu anh Băng nghe nó kỳ. Đến thời điểm hiện tại thì quen chưa anh? Quen rồi, giờ ai kêu tên Tiến Lực anh còn không thèm nhìn lại, kêu Đường Băng nhớ. Nhưng mà nhân vật Đường Băng thì không phải là một nhân vật nói rất là nhiều trong bộ phim này, nhưng mà câu nói nào là chắc cậu nói đó. Đúng không? Rất nhiều bạn nhớ là những cái câu nói trong phim. Anh thích nhất câu nào? Anh hả? Bây giờ anh nhiều câu quá, cho anh chỉ thích nhất cái câu giống như đã nói em đó, cái nạn lớn nhất của tôi là phải lấy bà đó. Và chị Trang mới hỏi rằng là nạn gì? À, đó là phải lấy bà làm vợ đó. Và hình như là cái lượt view ở thời điểm hiện tại của chúng ta thì không được cao lắm, và cũng như là quý vị khán giả thì đặt hơi ít câu hỏi. Chính vì như vậy thì bây giờ bọn nghĩ rằng là mọi người nên share cái video này ra thêm cho mọi người nữa để có những câu hỏi. Có một cái điểm hồi nãy có một bạn hỏi rất là hay: chị có nhận xét gì về Diệu Nhi hát? Bạn Diệu Nhi, Hồng Phất Nữ. Sao? Nhận xét Diệu Nhi sao em? Khi bạn ấy hát. Khi Diệu Nhi hát hả? Ủa, mọi người không biết giọng hát của Diệu Nhi cũng xem với Trang sao? Cũng y chang mà, Nhi hát cũng hay như Trang vậy đó. Thì sau này Trang nghĩ là Trang sẽ nhường lại cái chức trưởng môn nhân hát dở cho Diệu Nhi rồi. Chắc chắn là như vậy. Diệu Nhi sẽ lên ngôi. Lên ngôi, không xa. Với một bài clip khác. Dạ, từ trước giờ em thấy là cái clip mà nhiều view nhất là cái clip mà chị Thu Trang hát Bùa Yêu. À, hát xong rồi, hát xong rồi la ca sĩ chính luôn mà hát cái bài mà khó hát. Đó là cái bài Bùa Yêu của Minh Phương. Nhưng mà hồi nãy thì có rất là nhiều bạn yêu cầu là hai anh chị có thể hát lại bài hát Tập Tam Muội được không? Đoạn ngắn trong bài hát này, hai anh chị nhớ không? Phải có karaoke á, chứ chị cũng không có nhớ lời. Bây giờ có karaoke chị hát cũng không theo chữ nổi nữa. Không, bây giờ mình có thể nhìn lời để mình hát mà không có bật cái phần karaoke này lên. Đúng rồi. Để coi. Và mọi người cũng hỏi là nếu chị làm tiếp phần 2 thì trong phần 2 này có thay đổi diễn viên không chị? Tất nhiên là phải có rồi, tại vì mình là luôn hướng tới cái mới. Một cái tập là phải giới thiệu một nhân vật, cứ mỗi một tập là mình sẽ giới thiệu một nhân vật. Và cái nhân vật đó vào phim sẽ làm gì trong phim nữa. Và cái điều đó rất là đau đầu luôn. Từ tập 1, tập 2, tập 3 là Luật với Trang là đã suy nghĩ cái nhân vật này phải làm cái này, cái nhân vật kia phải là cái này, từng cho từng nhân vật để mình cảm giác là cái phim của mình làm sao sẽ hạn chế những nhân vật thừa. Có những cái người mà xuất hiện trong phim đều phải có đất diễn hết.
Đó, cái đó là cái khó và cũng là cái sở thích của mình nữa. Khi mình nghĩ được á, giống như mình tìm ra được cái đường ra cho cái nhân vật nào đó thì mình rất là thích. Sẽ thay đổi, sẽ có thay đổi hoặc là cũng sẽ có thêm. Và đặc biệt là hình như là trong phần 3 này, trong tập 3 này thì Thập Tam Muội cũng sẽ xuất hiện thêm một vài diễn viên mới đúng không chị? Có bạn tập nào mới 3 không? Hả? À, sẽ không xuất hiện diễn viên mới, nhưng mà sẽ là sự kiện mới. Một sự kiện mới. Một sự kiện rất mới. Và sự kiện mới nó sẽ nói qua tập 4. Sẽ có lý do. Ủa vậy là bên em lúc tập 3 là chị đã chuẩn bị một cái điểm nói cho nếu như mà thành công thì mình sẽ bước sang đúng tập rồi. 4. Nói chung là mình khi mà kết cái tập 3 mình cũng làm cho nó là cái kết mở. Cho nên là để có cái lý do để mình làm tiếp. Và có một câu mà Bảo Chừa lại Bảo hỏi vui lắm, là cái câu nó hơi ngoài lề một chút, là có bạn hỏi là chị Trang ơi, em biết được là vừa rồi chị có sang Hàn Quốc để can thiệp sắc đẹp. Vậy đó có phải là sự chuẩn bị cho bộ phim Tập Tham Muội này không chị? Đâu, lúc mà Trang đi qua Hàn Quốc là đúng rồi, qua trước đúng không anh? Đúng rồi, trước. Qua trước sau đó mới quay đúng không? Không, lúc đó thật sự là không có nghĩ tới. Không có nghĩ tới là mình qua bển mình làm đẹp để mà mình về mình đóng phim đâu. Mà chỉ là lúc đó là cái đó là công việc thôi. Vừa công việc và mình cảm thấy là mình cần phải làm lại hết con người mình để cho nó mới. Giống như là tại vì Trang á, Trang bị cái là con mắt Trang nó bị sụp mí. Thì mình cảm thấy lúc nào con mắt mình cũng rất là mệt mỏi, rất là lúc nào cũng như buồn ngủ á. Thì bác sĩ nói là nếu không chữa thì mai mốt nó sẽ càng ngày càng sụp. Cho nên mình cũng sợ. Cho nên mình phải qua bển mình làm. Khi mà làm xong cái về thì mọi người hỏi nhìn con mắt đẹp hơn, tươi hơn đồ này nọ. Thì sau đó thì mình mới bắt đầu quyết định là sẽ làm cái phim Thập Tam Muội, chứ là không phải là để chuẩn bị để làm phim. Không phải là một sự chuẩn bị, nhưng đúng mà rồi. Đó cũng là một cái khởi đầu để cho cái bộ phim này. Và cũng như là mọi người vẫn nhận ra được diễn viên hài Thu Trang. Đúng rồi, đâu có thay đổi gì đâu. Anh Luật lúc chỉ mới về sao anh? Anh trời ơi, bây giờ chị Trang có là cái gì anh cũng nhìn ra hả? Và hóng tập 3. Và tập là 3 đã nói rồi là 20 tháng 7 đúng 7 giờ. Đúng 7 giờ sáng. Không, 7 giờ tối. 19 giờ. 19 giờ. 19 giờ. Giờ nha mọi người. Và rất là nhiều bạn cũng nhắc đến Diệu Nhi trong bộ phim này. Chị Trang thấy về Diệu Nhi về cái vai Hồng Phất Nữ như thế nào? Cái vai Hồng Phất Nữ này á, là Nhi diễn là rất là hay và hợp vai nữa. Tại vì một cô bé mà bị cái hoàn cảnh gia đình, nhưng mà không vì vậy mà lúc nào cũng bi thương, bi lụy, mà lúc nào cũng có một cái ý chí mà vươn lên và muốn thay đổi cuộc sống mình thôi. Mà có cái lúc đầu em rất là thích cái bạn Diệu Nhi và cũng như là những cái nhân vật Hồng Phất Nữ này. Đó là mọi người đều có cái hoàn cảnh để đi đến cái nơi của chị 13. Nhưng mà bạn Diệu Nhi thì có cái lý do nó hơi trời đất và hơi bất ngờ đúng không chị? Bây giờ mình diễn lại cái đó được không? Cái nào? Cái đoạn, cái phân đoạn mà bạn Gia Hồng Phất Nữ đi đến và xin chị là làm gái ở cái chỗ của chị. Trời ơi, trời ơi, đâu có cái gì đó ở phải đây có đâu. Kêu Diệu Nhi cho diễn chị có thể Diệu Nhi được hả anh? Chỉ có thể là Diệu Nhi thôi. Không lẽ giờ kêu không Luật thì sao? Bậy lắm à, trời ơi, anh mà diễn một cái là nguyên một Facebook ói hết. Diệu Nhi nhìn không ra. Bảo đảm Diệu Nhi nhìn không ra. Nhi sẽ bỏ luôn cái vai Hồng Phất Nữ đó. Và bây giờ thì mình tìm một cái đoạn gì đó mà để mọi người thấy lại được trên cái buổi livestream ngày hôm nay về vai Thập Tam Muội và cũng như là anh Đường Băng. Ngoài cái phân đoạn là cái lúc nãy là anh sẽ gặp một cái nạn lớn, rồi sau đó là cái nạn đó là anh phải cưới chị Thu Trang. Giờ phân đoạn nào ta? Thôi khó quá, cho qua luôn đi. Khó quá chứ bây giờ ngồi suy nghĩ lại nữa mệt lắm. Nhưng mà em thấy rằng là có rất là nhiều những cái chi tiết, và đặc biệt cái chi tiết là mọi người cũng quan tâm, đó là cái lúc mà mọi người đang ăn sáng, rồi sau đó những cái bàn sẽ được hất tung lên luôn. À, đó là cái quán ăn luôn hả anh? Không, cái đó là do các bạn thiết kế làm. Thiết kế của bên nhóm của Ato Film này rất là có tâm. Đôi khi nào khi nói là anh ơi một lát nữa sẽ quay cái cảnh mà trong quán ăn rồi anh chị bị nhóm khác dí đồ này nọ, thì mình cứ nghĩ là chắc là các bạn sẽ mượn một cái quán ăn của ai đó rồi mình vô mình làm. Tự nhiên thấy đẩy xe rồi nhỏ bàn tới cứ nói là cứ đập phá thoải mái nha, cái này là của đoàn phim mình. Nói, trời chơi lớn vậy. Nói, anh chị chơi lớn vậy thì mới lấy tiền anh chị được chứ. Chừng nghe cũng đau đau chứ bộ. Miễn sao là mình làm thấy khi mình
mình quay xong mình nhìn cái sản phẩm đó à, thì nó mới thật, thì mình thấy mình cũng thích. Nhưng mà chỉ quay được một lần thôi nha, tại mình đập hết rồi, là không quay hết rồi là không thể quay, lại, quay lại được nữa, chỉ quay được một lần thôi mà cho cảnh, nên là tập kỹ lắm. Cảnh là thành công một lần đúng rồi. Và có nhiều bạn yêu cầu em là cho chị Trang hát đi anh, sẵn sàng chưa chị? Nãy giờ mình cũng trao đổi hơi nhiều rồi, giờ mình bắt đầu mình làm nóng được rồi đó. Trời ơi hát mè. Thập Tam Nụi, hoặc là nếu như một cái bài nào khó thì chị Trang có thể chọn một cái ca khúc khác cũng được. À vậy hát ca khúc khác đi. Trời Thập Tam Nụi khó không chị? Mọi người em nghĩ khó, là hợp với chủ đề. Tại vì Trang với anh hát không được. Tại vì biết sao không, hát sợ mất cái chất của Quỳnh Giêm nó bỏ luôn cái bài, tội nghiệp. Nó không thèm hát cái bài nữa. Lúc đầu là anh với chị Trang tính hát cái bộ, tại đúng vì rồi. Cái phim này là nói nếu mà cái nhân vật nữ là hát được là hay lắm á Trang. Nói lúc đầu đặt Quỳnh Giêm là nói là em phải viết để cho chị hát chung với em, thì mình có nói gì rồi. Rồi tại sao mà phải cuối cùng là chị lại để Quỳnh Giêm với Boy hát luôn? Thì sau khi nghe bài hát xong thì hai chồng quay qua nhìn nó, chỉ có Quỳnh Giêm hát được thôi, chứ anh với em mà hát là hư cái bài. Đúng người ta rồi, sợ mất chất. Cái Quỳnh Giêm mà nói không chị, bây giờ chị hát cái câu mà thập tam muội tên gì đó, tên của tao gì đó, mà nói không em ơi chị, thứ nhất là bây giờ á em hát cái tông đó là chị đu không nổi rồi. Thứ hai nữa mà chị hát vô là tự nhiên nó bẻ cái bài hát của em, nó méo luôn á, chứ nó không còn ra cái chất nữa, thôi em cứ hát một mình đi. Chứ lúc đầu là đặt là định là hát chung á. Và quý vị mọi người có đồng ý là sẽ cho chị Thu Trang hát một cái ca khúc khác không ạ? À? Thôi đừng, chuyện hát hò đừng làm khó nhau. Cho Trang hát bài khác đi quý vị ơi. Và cũng có một bạn hỏi trong lúc mà chờ mọi người trả lời về câu hỏi của Bảo, thì mọi người có hỏi là chị cũng có sẽ sẵn sàng cho một cái phiên bản điện ảnh cho bộ phim này không ạ? À? Thì đã giống như là Luật đã nói từ đầu rồi đó, là cái thực sự ra cái bản điện ảnh là nó ấp ủ là từ lúc bắt đầu mình bấm máy mình quay để mà bán YouTube rồi. Thì khi ra làm thì mình đã ấp ủ là nói trời, cái này mà mình làm phim nhựa mà đã làm được thì sướng lắm ta. Mình sẽ thứ nhất là sẽ được đầu tư nhiều hơn, rồi sẽ đưa tới, nói chung là khi mà được đầu tư nhiều thì từ cái chất tất cả hơn. Mọi thứ nó sẽ nâng cao lên nữa, nâng cao lên rất nhiều, diễn sẽ sướng hơn nữa. Nhưng mà đó là chắc là một cái điều trong tương lai, thời gian tới mà mình vẫn ấp ủ. Và làm gì làm cũng phải xong cái đợt quay sao. Cái bộ phim mà tập 4, tập 5, tập 6 mà có thể là đi nữa. Hồi nãy các bạn kêu là giống cô dâu 8 tuổi được mà, phải nhiều hơn. Và mọi người thì nói là hát đi chị, hát bài gì cũng được ạ. Hát bài gì ta? Em hát bài của Mỹ Tâm đi. Mỹ Tâm? Chị Mỹ Tâm xào rau hả? Không, bậy. Mới hát cái bài mà hay trên xe mà nghe suốt luôn đó. Em nghe em vậy thôi, nhưng mà em cũng phải nhìn cái chữ em mới hát được, anh hiểu không? Em không có, em bị cái là em không có thuộc lời. Kịch bản này đưa sao cũng thuộc nhanh lắm nha, mà bài hát là đưa vô đầu không được. Đó là lý do đến thời điểm hiện tại thì chị Trang vẫn diễn hài thôi. Thì đó là hát không được là vậy đó, chứ thật ra là muốn hát. Nhưng mà vẫn có một cái duyên gì đó mà trong những cái lần mà chị cover thì nó lại rất là cao. Không, trời ơi. Cao lắm. Cover mình để ngay trước mặt là mình đọc chữ, mình vừa hát mình vừa quay mà. Nhưng cho mà nó cái lượt view lại rất là cao. Nó có một cái yếu tố gì trong đó? Chắc là được cái hát hay thôi chứ gì. Thì người ta ủng hộ á, ta thấy tội nghiệp á. Và trong lúc mà chị Trang bật một cái lời bài hát thì có một bạn comment như thế này về cái trailer của cái phần 3, của tập 3 của bộ phim này. Đó là trong khi mà cái cảnh cuối cùng mà mọi người bước ra về thì không có nhân vật Hồng Phất Nữ. Mọi người có một bạn chú ý rất là kỹ nha. Thật đúng ra, không chị? Đúng rồi. Tại vì nếu như mà xem phần 3, tập 3 này thì mọi người sẽ thấy là tại sao không có Hồng Phất Nữ. Nói chung là có câu chuyện buồn. Thương nhân vật lắm. Vậy là em cứ nghĩ ban đầu là xem một cái trailer của cái phần tập 3 là gần như là đã diễn tả hết tất cả những cái gì diễn biến trong cái tập 3. Nhưng mà thật ra là không đúng. Chứ bây giờ mình đã phơi ra hết rồi, người ta còn cái gì hấp dẫn nữa mà. Nhưng người mà cái trailer của tập 3 với cái nội dung của tập 3 khi mà công chiếu thì nó có sẽ có khác hay có gây bất ngờ gì cho người xem không chị? Bất ngờ lắm, trời ơi anh quay mà anh còn bất ngờ mà. Nè hát đi. Bài này là bài Nếu Có Buông Tay đúng không? Ừ, bài em thích lắm á. Trời ơi bài này là em đi thích đó. Bây giờ là Trang sẽ hát bài Nếu Có Buông Tay của Mỹ Tâm. Không có nhạc. Không có nhạc luôn hả? Hát không vậy đó. Sẽ hát không. Mới nghe được cái giọng hay của chị hát Trang. Hát không thì mới nghe được cái sự khô trong đó chứ. Vô chưa? Rồi, trời có nhạc đâu mà hỏi vô chưa. Muốn vô thì vô thôi chứ. Em với anh đếm đi. 2,
3, vô. Nếu có buông tay, xin anh hãy buông thật chậm. Đừng để em ngã xuống, vùng vỡ thành từng mảnh cô đơn. Nếu có buông tay, thì xin dứt khoát một lời. Chớ quay lại và thương xót cho em. Dù vết thương kia vẫn tồn tại và nỗi đau kia vẫn kéo xa, dù có ra sao em vẫn mong anh đừng quay trở lại. Rồi thôi được rồi. Vì em luôn biết em sẽ yêu anh nhiều hơn chính mình. Dù cho ngày tháng lầm lỡ sẽ lại một lần vỡ tan. Chị Tâm em xin lỗi chị Tâm ơi. Thì xin anh hãy xa em cho em được quên đi một bóng hình. Để em được ngủ, để quen. Em được ngủ yên với quá khứ đời mình. Ủa khúc này ca sao? Sai lầm. Anh Luật ơi, cái bài sai lầm của chị Tâm là khi tặng tôi cái đĩa đó cho thấy. Nghe suốt chị à, nghe suốt nhưng không bao giờ thuộc chị à. Và cái lời của cái tựa của bài hát này là nếu có buông tay. Nếu có buông tay. Và anh Luật nghĩ nếu mà lỡ nếu có buông thì sao anh? Buông cho té luôn chứ sao hát kiểu này. Cái bài này á ở trên xe á, nghe nhiều lắm. Thật ra khi mà có nhạc mà có cái lời luôn á, chị Tâm hát mình hát theo rồi mình thấy là mình hát hay lắm, không biết sao cao mình nó bị vậy á, chứ thật ra là nếu không, anh Luật thấy hay mà anh Luật thấy đó là sự khác biệt giữa nghệ sĩ hài và ca sĩ em nha. Một người ca sĩ họ hát không được nhạc nghe vẫn hay. Nhưng mà nghệ sĩ hài mà hát không. Em thấy anh có thành kiến với em. Không, anh kỳ thị em chứ thành kiến gì. Cái giọng em kỳ lắm. Mà có một bạn nói rằng là Thu Trang là kẻ thù của âm nhạc. Ai thù ai? Ở trong cái vấn đề này xác định là ai thù ai? Nhạc thù Trang chứ Trang lúc nào cũng mến nhạc hết. Và chương trình của chúng ta thì cũng đi đến những cái phút cuối rồi bây giờ. Phút 89 rồi. Phút 89 rồi bây giờ không chắc có lẽ là mình phải vùng lên mình tấn công một đợt cuối đi. Tới phút 90 nó dồn trái. Và mọi người hỏi là ổn chứ anh Đường Băng kìa. Huyết áp ổn chứ anh sau khi nghe chị Trang hát? Không, thật sự anh đang bị choáng. Không, anh nghe em hát hoài mà. Thì đó, mấy lúc nghe đó, bây giờ bác sĩ nói là đang bị tăng xong, cho nên phải chữa. Mà cứ nói lý do là ủa tại sao mỗi lần tôi nghe vợ tôi hát tôi lại bị như vậy. Bây giờ chỉ một cách duy nhất là đừng bao giờ cho vợ hát nữa. Thì bác sĩ có khuyên như vậy rồi. Tại vì lúc nãy đó anh thấy đó, khi mà vừa hát. Bởi vì em nghĩ là cái lý do mà nãy giờ anh Luật không có muốn chị Trang hát, bỏ qua phần đó không mà tới là thôi cho bầu quá đi. Thôi kệ, ráng cái hôm nay hát cho mọi người. Hy vọng rằng là trong những buổi livestream tiếp theo thì vẫn yêu cầu chị Trang hát. Nhưng mà điều không anh Luật đi ra ngoài kia đóng cửa. Và có một bạn hỏi là trong phim nhân vật chị Trang có hơi hướng thích nữ đúng không ạ? À? Cực kỳ thắc mắc nhân vật này. Thì bây giờ khẳng định là chị Trang là trong cái bộ phim này là tính đàn ông nhưng mà vẫn là một người phụ nữ rất thẳng thắn, hay là một cái nhân vật có phần trung tính hơn? Cái nhân vật chị 13 này á, nếu mà mình nói rõ ra cái giới tính luôn á thì nó sẽ không còn hấp dẫn nữa. Tại vì nó sẽ có nhiều cái phần sau nữa mà bây giờ mình nói ra thì nó sẽ mất hay. Cho nên là mọi người ráng chờ coi những phần sau. Coi những phần sau chứ giờ hỏi tụi tôi nói không bao giờ nói thiệt. Tụi tôi nói sao? Anh Luật ơi, đến cái lượt này nè, em nghĩ rằng là cái câu này thì chị Trang sẽ đồng ý. Nghe nói anh Luật hát hay lắm, anh Luật hát đi. Tới lượt anh rồi anh. Tới lượt anh rồi. Anh đó hả? Dạ. Anh hát cũng được đó, chứ không phải giỡn đâu. Anh hát được. Hát được thôi chứ không phải là hay. Anh hát giọng Tuấn Ngọc với anh. Thôi bậy. Hát giọng Tuấn Ngọc đi, anh hát nghe thấy chị Trang cái này, giờ chị Trang yêu cầu, không phải khán giả yêu cầu mà chị Trang yêu cầu. Đúng không rồi. Phải, tại vì hồi xưa thì còn khỏe, giờ cái lớn tuổi chút xíu rồi cái giọng nó bị. Anh ơi, còn có 2 phút bù giờ, anh tranh thủ, còn có 2 phút bù giờ thôi. Tuấn Ngọc. Một bài hát Tuấn Ngọc nha. Tuấn Ngọc. Thật sự ra tôi cũng không có thuộc lời, cho nên thí dụ mà tôi hát mà có sai lời thì không sao. Không sao. Bài gì đây ta? Tuấn Ngọc hát bài gì? Tình yêu như nắng đưa em về bên dòng suối mê. Nhà vườn theo gió mang câu thề xa rồi chốn xưa. Hả? Không thuộc. Sao không giống vậy? Thì đó, ai nói giống đâu tự nhiên. Thôi bữa anh hát cho em giống.
sống mà. Hôm bữa đó là bữa hát clip đúng không? Ừ, anh mở sẵn rồi. Mà hình như là em thấy là hình như cũng ra Tuấn Ngọc nhưng mà trong một cái trạng thái gì đó đó chị Trang. Còn kiểu đang buồn ngủ kiểu anh Ngọc đang buồn ngủ, anh Ngọc hát cho hết bài, ráng rồi qua cho hết bài. Đó chắc sáng mới ngủ dậy giọng còn vậy. Và từ nãy đến giờ thì em và anh chị cũng trao đổi rất là nhiều về bộ phim Thập Tam Muội này và cũng như là những cái thông tin xung quanh. Và có lẽ là bây giờ thì mọi người sẽ rất chờ đợi tập 3 của bộ phim này ra. Và có một vài yếu tố nữa là chị Trang cũng sẽ khẳng định là nếu như mà có tín hiệu tích cực cho cái tập 3 của bộ phim Thập Tam Muội và cũng như là nhận được cái lượt quan tâm yêu thích ở kênh Thu Trang Official thì sẽ tiếp tục sẽ có những tập 4, tập 5, tập 6 hoặc là một bộ phim điện ảnh luôn. Và cũng ban đầu thì anh cũng Lực cũng nói về một cái bộ phim điện ảnh mang yếu tố kinh dị ở trong đó. Và mọi người sẽ đón chờ trong tương lai nhé. Còn bây giờ thì có lẽ em xin cảm ơn chị Thu Trang, anh Tiến Lực đã đồng ý tham gia chương trình Hot Trend được thực hiện bởi Báo Thanh Niên. Và bây giờ thì có lẽ là anh chị sẽ gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả trong buổi live stream ngày hôm nay. Tiến Lực xin cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Và rất hy vọng các bạn sẽ còn ủng hộ cho vợ chồng Tiến Lực và Thu Trang, ủng hộ mãi mãi nha. Dạ, những lời của chồng em nói, em cũng ý định nói vậy mà chồng em nói hết rồi. Em cũng mong sao cái phim được mọi người ủng hộ nhiều để có động lực cho anh chị em ekip làm tiếp những phần tiếp theo. Và đến đây thì có lẽ là chương trình Hot Trend, chương trình được thực hiện bởi Truyền hình Thanh Niên sẽ hẹn gặp lại quý vị trong số tiếp theo với một nhân vật nữa mà chúng ta sẽ giữ bí mật cho nhân vật này. Và tôi bảo đảm rằng là đây là một nhân vật cũng thú vị không kém khách mời ngày hôm nay của chúng ta. Còn bây giờ thì xin cảm ơn sự theo dõi tất cả quý vị và hẹn gặp lại mọi người trong số Hot Trend tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.